dám hôn, chưa lời thô lỗ mà sao hơi thở như là của nhau, chưa nắm tay nhau, chưa ngủ sát lại mà sao nắm thân như là của nhau, chưa dám chạm tay bữa tao bữa cái việc tao là phải có nha, ráng làm đi. Ừ, nếu không làm gì làm, miễn tao làm gì làm đó.
cho phát huy nó thoải mái luôn mà. Cái quan trọng tao ở đây là cái sườn nhưng mà để cho mọi lúc có cái nét riêng của mình chứ không phải đánh lên là bao thương hiệu thầy Trung không thấy mẹ nữa. Để mai mốt thầy cho một bài đốc mà quậy cho thân mừng nữa. Giờ kiếm bài rất nhẹ, rất ba lát mới có đấm. Cái này nó đấm sao được thầy? Hả? Nó đấm được. Cái này nó đấm lọt chút rồi nó mới ra tiếng. Không sao, không phải. Cái này là mình thấy rất nhẹ, rất ba lát. Nó không có chuyện nhiều gì đâu. Thấy không? Nhưng mà cái quan trọng là không phải cái đó mà là cái gì biết không? Cái hộp. Cái hộp tiếng. Thấy không? Nó mới có những cái tiếng đó. Thấy không? Còn này mình đơn giản là mình đánh tôi được rồi. Hôn nhân. Khoan. Cái chỗ này mấy đứa cất cách đi là cách. Cách đi ngay chỗ này cách đi. Ông si luôn nghe chứ không phải là ông mi luôn nghe. Nghe thử. Cách đi cái này ông si luôn nghe chứ không phải là mi nghe. Nghe. Tùm. Qua đây là tùm ở đây luôn. Còn tùm biết cách đi thế đặng nghe luôn chứ. Nghe. Bỏ cho này cái này không cẳng liền á. Nghe. Rồi. Rồi vô nghe. Lại nè. Từ đầu chứ đâu. Đâu mà. Nè, vô ô nhiễm cuối cùng thôi là nghỉ. Từ đầu rồi vậy. Tới đây từ đầu vô chứ được nhận lại với các bạn. Ok. Muốn nhậu gì? Giờ muốn đi nhậu gì ba? Hẹn cái nào vậy? Bị thưởng hoài quá, vô ngay từ đầu là bị thưởng, tưởng cái như sao? Không đáng gì thưởng gì nhá, nha. Khoan. Gây rồi rồi. Alo. Đang chuẩn bị ghe đang đến thầy Trung nè, mày sao vậy? Tao ghe từ chuyện rồi, còn sức mười gửi kìa. Sức gì massage? Vậy? Sức gì mười gửi? Mày kêu tao lại chứng phim cho thầy, cho xong rồi tao đi mà. Rồi vậy cho chút xíu chạy lại thôi. Rồi dẫn con qua lại này đi, mượn đi. Qua này lúc cho má thì lúc dám hôn nhau chưa đợi khổ nỗi mà sao hơi thở như là của nhau chưa nắm tay nhau chưa ngủ sáng mai mà sao đang thân như là của nhau chưa dám trao lời chưa gái gắn
rồi mà cái này em đánh leo ra rồi tới kêu ông đưa tao lên máy bay thì tới ông tự rồi đó.